anh em nhé, hôm nay Xuân Trịnh sẽ đi thăm cái trại gà 1,5 vạn nhá. Đây anh em chúng ta hôm nay sẽ đột kích cái trại gà này nhá. Đây anh em đi tham quan cùng với Phạm Xuân Trịnh nhá. Ok, đây các bạn đi xem chuồng gà này. Đây như các bạn đã biết rằng cái đàn gà này là đàn gà 1,5 vạn nhá. Đây 1,5 vạn gà đúng không? Đấy nó còn có 10 ngày nữa là xuất bán thôi. Ok anh em đi theo tham quan tiếp nhá. À, đây có rất là nhiều chuồng nhá. 1,5 vạn gà rất là nhiều đúng không? Đấy các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhìn đây, hệ thống cho ăn mà uống tự động nhá. Đây các bạn nhìn này, gà đây là rất là nhiều này. Sắp chuẩn bị chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là xuất bán thôi thì cái đàn gà này các bạn biết rằng để mà có một cái đàn gà khỏe mạnh nhờ mà trơn lông mượt da này, đẹp mã đẹp nườn này, đỏ tích kích màu và nhanh xuất bán như này thì cái quá trình chăn nuôi nó cần về một cái quy trình rất là phù hợp và cái cách sử dụng thuốc thú y này, sử dụng vỗ béo này, sử dụng những cái biện pháp là sao để phòng chống các loại dịch bệnh nó rất là quan trọng đúng không? Vậy thì nếu mà anh em đang xem cái video này mà các bạn muốn có một quy trình mà chăn nuôi phù hợp mà để đạt hiệu quả kinh tế cao như là cái trại gà 1,5 vạn này thì các bạn có thể liên hệ với Phạm Xuân Trịnh nhá, hoặc liên hệ với công ty thú y Supervet này. Công ty thú y Supervet chúng tôi sẽ đưa cho các bạn những cái giải pháp tốt nhất để các bạn có thể chăn nuôi một cách thành công. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video clip này. Kính chúc anh chị em mạnh khỏe và hẹn gặp lại anh chị em trong video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.